Thêm một gợi ý cho các bạn nào nhà có bé nhỏ biếng ăn nữa nè. Món này rất ngon, bắt mắt nhưng lại đầy đủ chất dinh dưỡng. Kim bắp, thịt xông khói. Các bạn chuẩn bị cho Tèo ba vá cơm. Các bạn nên sử dụng cơm nóng nha, tại vì tí khi mà cuốn lại nó dễ kết dính hơn. Thêm vào đây cà rốt, bắp đã luộc sẵn, súp lơ xanh, rong biển rời, một ít mayonnaise. Trộn đều lên cho dễ kết dính. Món này bé nào mà mê rong biển thì không thể bỏ qua được nha. Món này mình không cần thêm bất kỳ gia vị nào cả, chỉ cần cho vào các nguyên liệu mình nói ở trên, sau đó trộn đều và vo thành viên như thế này là được nha. Sau đó mình cuộn với lại thịt xông khói và một thanh phô mai tan chảy, cuốn đều lại. Các bạn có đồng ý với Tèo là giờ có con cái rồi mới biết yêu thương và quý trọng ba mẹ nhiều hơn, chăm lo cho từng miếng ăn, từng giấc ngủ, lo cho việc học hành, đi lại, tuổi nào cũng có cái lo riêng của nó hết. Ở công đoạn này thì mình phải nhẹ tay một tí nha, không thì nó sẽ bị rách và rơi cái phần cơm ở trong ra. Sau khi xong thì mình rắc lên đây một tí mè rang để khi nướng lên được thơm hơn. Cho vào nồi chiên không dầu, nướng 180 độ trong vòng 20 phút. Trong khi chờ cơm cuộn chín thì mình đi chiên cơm cái phần cơm còn lại nha. Cơm chiên này thì mình chiên với trứng, bỏ một tí dầu màu điều vào cho nó có màu đẹp hơn. Sau đó thì mình rưới thêm rong biển lên vào, rất là bắt mắt nha. Và giờ đây thì cơm cuộn cũng đã chín vàng, rất là thơm nha các bạn. Mời các bạn cùng ăn với lại gia đình Tèo nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ.